8 tháng trước đây mình có review một cái data pack được coi là nặng nhất trong Minecraft. Nó cho phép chúng ta kích hoạt cổng cổ đại ở trong Minecraft và đi qua chiều không gian Warden. Và mình biết hành trình giết chùm ở trong chiều không gian này rất khó, nên là mình đã rủ một thằng bạn của mình, đó là thằng Bảo Răng Mẻ. Và trong video này bọn mình sẽ cùng nhau tiêu diệt những con chùm mà bọn mình có thể triệu hồi được. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ cần hết tất cả cái đống này và mình sẽ đi xuống cái thành phố cổ đại. Hết cái đống này à? Đúng rồi, hết tất cả cái đó luôn. Asin, đúng không? Tao nghĩ để tao lấy một cái sucker, chờ tao tí xíu. 4 cái stick. À, chưa. Để một mình tao làm được rồi, tại vì mình không có đủ. Thì mình không sẽ... Không đủ gãy. Không phải là mình không có đủ eco sack, tao không có nhiều eco sack vậy. Mày thấy tao cầm gì lên đây không? Thấy cầm cái... À... Một cây lưỡi hái. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mày sẽ cầm cái lưỡi hái này. Ôi trời, nó to vậy. God damn. À, đừng. No. Đừng. Từ từ. Và ba cái bình này. Oh my god. Ta sẽ, bây giờ bọn mình phải đi kiếm mấy con zombie. Mình giết mấy con zombie hoặc là mấy con gì cũng được. Ừ. Đánh đi, đánh đi, đánh chết đi. Ok. Vậy. Rồi, thêm con nữa thôi. Từ rồi, tao mới lại gần được. Bro. Rồi đây rồi, đủ rồi. Ok. Giờ hiện thời tao đang có nè cái soul bottle nè. À ok, soul bottle. Ừ, mình sẽ cần cái soul bottle đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới Ancient City. Ok, đứng rồi. Ở đây thôi, mình sẽ đứng ở phía trên hầu hết. Lút luôn cả cái gì dưới đây luôn hả? Nghe rồi. Chúng ta cần phải giết thêm con. Con zombie nào đây không? Để từ. Ok. Mọi người phải có giữ một cái soul bottle ở đây hả? Không, thủ sẵn thôi. À, cái này có tác dụng gì? Cái đó tác dụng triệu hồi mấy cái phép thuật ra. Mình phải quay lại nhà. Tao để cái súng cờ ở nhà rồi. Chờ tí ơi, cho nó đưa cái lưỡi hái này để tao quay lại, tao giết, tao kiếm thêm một bình nữa, tao lỡ xả một bình ra rồi ba. Đốt nến lên đúng không? Đúng rồi, đốt nến lên xong rồi mình sẽ làm một cái bàn triệu hồi, xong mình kích hoạt cái cổng của Warden để đi xuống dưới đó. Yeah. Đứng lại, vô đây đứng. Ok. Cầm cái Echo Shark đi. Rồi. Echo Shark. Oh shit. Vào. Vào. Cầm cái đó nhìn thẳng vô cái cổng phía trên, nhìn vô cái ở phía trên block vàng một tí xíu đấy không? Đó. Ừ. Oh my god. Chúng vậy. Ký tự hả? Đúng rồi, đúng rồi. Let's go. Let's go. Let's go. What? Epic. Có... Nó ra được cái cổng luôn kìa. Có vẻ là được rồi, nhưng mà xung quanh đây có con zombie nào nữa không vậy? Thôi kệ, đi qua kia tính. Cầm cái này rồi đúng không? Ui. Nó nó tự nó biến mất nó biến mất cái vòng. Biến mất cái vòng rồi. Chờ. Rồi, tao qua rồi. Hả? Tao qua đây đây. Đứng vô đi. Oh my god. Đứng vô lẹ lên. Yeah. Oh. Ê, có cái tiếng gì không ổn lắm, tôi không rồi nói. Ê, tiếng ra sao phải cầm. Tao chưa tối, tao đang di chuyển mà, có ra tối gì đâu. Rồi, bên ta tối lắm mà. Tối rồi. Mình đang ở đâu đây? Mình ở biome nào đây? Night Waste. Nhưng mà xung quanh tối thật. Mình đi qua cái biome khác thì có thể là nó sẽ hết. Có một con nào đó đang đi theo mình đó. Tao cảm giác nó có con nào màu đỏ đi theo mình ấy. Có tiếng nè. Con quỷ nào đi theo mình bro. Đi ra khỏi cái vùng của con này đi, có khi Ủa, mất trên đây rồi. Ê, bỏ con rồi. Ok. Ủa. Thế rồi. Ủa. Thế rồi. Ủa. Có mấy con kìa. Ngay sau lưng. Ê, tay nữa. À, mình đặt cái đèn xuống thì okay, đặt cái đèn xuống thì không bị nữa. Anh ta giết được đâu. Ok. Nó thì đánh được nó không? Tao không nghĩ mình đánh được nó. F3B lên coi. Nó không bị sát thương. Ủa, nó chết rồi. Nó chết rồi. Oh, what the... Nó chết rồi ba. Có gì đó không? Hello. Có Hello. Kinh nghiệm. Hello, có kinh nghiệm, một ít kinh nghiệm. Một hết ít rồi. Kinh nghiệm rồi sao? Không thấy mày đâu nữa rồi. Ok, tao có thấy mày. Luôn đó. Có thấy mày rồi.
Rồi ok, qua bay hầm khác rồi nè. Nhưng mà mày bị kẹt ở đằng sau rồi sao? Ê, mày nhìn đằng sau có thằng nào đứng nhìn mình kìa. Ô, mất tiêu rồi. What the heck? Yeah. Đằng sau có người đứng nhìn mình đấy. Đây tao đang check bay hầm mình mới chịu hồi đứng được. Đứng cạnh tao luôn này. Bro. Ôi con này ghê quá à, man. Giết được không? Đánh được không? Ui. Không được. Không đánh được à? Ánh sáng đánh được. Đánh nhau bằng ánh sáng. Tao không biết tao đặt đại xuống á. Tao đi để lại chỗ mấy cái nè thôi. Mẹ. Cái gì vậy? Quy thờ 7 giây luôn mà đâu. Ok. Chúng ta sẽ xây một cái thứ mới. Với khối này ở giữa. Có chỗ nào phẳng hơn không vậy? Oh, beacon. Ừ, có khối beacon. Cái này à, mình sẽ làm một cái đe. Đây. Sẽ cầm tổ trường sinh của tao. Có mỗi thằng có một cái thôi à. 3, 1, 1, 2, 3, 1. Mà cái đuốc này không người không? Bro, em có phải đuốc cây nến. Cây nến đằng kia kìa. Đi lượm cho. Ok, được rồi. Bảo ơi. Được rồi. Mất bay lô ly. Oh my god. À, tao sẽ không nhớ là mình sẽ cần bao nhiêu cái này. Wow, tất cả kìa. Ôi. Hình như là phải cần 20 hay sao á. What? 20 cái mình sẽ làm hả? Để tao nhớ là mình sẽ cần 20 cái đó để mình làm một cái nhẫn. À, ta sẽ cần một thứ đang có sẵn trong người của mày. 4 cục vàng. Cái 4 cục vàng này. 4 cục vàng đó. Đây thì ok. Rồi rồi 20 cái này và 4 cục vàng. Mình còn craft được mấy cái kiếm nữa kìa. What the heck? Ok. How? À, bây giờ mình sẽ craft ra cái nhẫn. Đây rồi, chúa tể của chiếc nhẫn. Chúa tể chiếc nhẫn. Ui. Wow. Chiếc này, nhẫn để xài phép thuật đúng không? Đúng rồi, để xài phép thuật nhưng mà tao không biết cách xài phép thuật. Mình sẽ thử cái đầu tiên ở khu này coi. Đó. Thấy được không? Hello. What? Thế nghe mình đang đứng. Oh my god, cái tiếng. Cái âm thanh nó to quá bờ. Âm thanh nó quá to bờ. Bắn nó được không? Bắn nó dính. Ê, nó mất máu kìa. Thằng nào bắn chúng vậy? Mày... trong cái bộ phim mới, cái bộ phim gì rồi vậy? Báo. Đánh được không? Ủa? Bắn cung. Nó xuống bắn được. Nửa máu à, dám để thật ra á. Oh yeah à. Mày còn máu không vậy? Còn á, tôi có táo vàng luôn bạn. Ok. Tôi chơm nhiều đồ của bạn. Con quái này nó la to quá. What? Holy shit. Xạo. Còn nửa cây. Xạo. Ủa? Ta còn nửa cây vậy? Ờ, nó còn nửa cây à. Đi rồi, nó thấy thật rồi kìa. Nó thui rồi. À không. Oh no. Chết cha, tới thui rồi, phải chạy lại. Nó nã đạn xuống kìa. Phải chạy lại cái chỗ lửa đi, nó sáng lại. Đâu rồi? Ow, đứng trong đây nó bị đánh, nó bị thương ấy, bro. Ui dồi ôi, không ổn lắm. Yeah. Tôi thấy nó trưởng rồi, tôi thấy nó bay vòng rồi. Con này trong Superman mới ra nè. Superman. Ui. Tôi sẽ cố gắng bắt được nó, mặc dù tôi... Oh my god, nó đổ. Mày phải kích ra đùa giúp chơi, tao còn chết rồi, giúp chơi. Dừng chơi, cứu. Cứu nè, tao phải phù phép ra. Oh my god, nó nổ ghê ấy. Tâm rồi. Ui dồi. Nó sắp chết rồi bro. Nó sắp chết rồi. Ủa. Cung.
cút. Cút rồi, cút rồi, cút rồi. May quá, may quá. Ôi, bảo, bảo văn ghê luôn. Nó chết cái bảo văn game luôn. Ôi trời ơi, kinh nghiệm kìa. Bra. Bra, kinh nghiệm, bra. Mày lấy kinh nghiệm nhưng tao vẫn không vào được em. 52 cái scale mà mình đang có 29 cái, nghĩa mình phải quýnh thêm một lần nữa. Oh my god. Oh shit. Cúc rồi đó, cúc rồi, cúc rồi, easy rồi, easy rồi, easy rồi. Ôi giời, tao thế nào. Let's go. Oh, bảo được luôn kìa. Oh, tôi có quyển sách nè. Thế. Oh my god. Bảo lại con cái kiếm bảo ơi, let's go. Let's go. Đấy. Đây rồi, oh. Oh my god. Baby. Còn một cây màu tím nữa hả? Oh. Cái kiếm của anh cha. Cái kiếm đọc rhyme, có thể mình có thể là triệu hồi ra được một con khác ngay đây luôn. Ở này là Night Ways. Ừ. Thử ha. Đâu rồi? Ờ hả. Mình em đã mất tiêu rồi. Oh, I... Coi phải con... cái con gì kìa? Oh, Nusurra. Ok. Nó đây rồi. Tao thấy tao crit nó đấy, nhưng mà tao cũng không crit nó được. Oh my god. Oh my god, no. No. Ê, bắn cung được không? Bắn cung được không? Không bắn cung được, không bắn cung được, không bắn cung được, không bắn cung được. Chưa bắn cung được hả? Ây da. Đầu à. Bắn cung được chưa? Nope. Chim vũ khí này, đang quen chim vũ khí này. Oh my god. Nó rút bên lại, rút bên lại. Ê, nó xuống kìa. Quýnh nó xuống kìa. Ô, vô. Mày, chạy. Ây da, đầu nha. Đánh cho đi đi con. Quýnh. Easy game. Nó lên lại rồi. Lúc mà nó bay lên thì mình phải đánh cái kiếm của nó để cho nó xuống. Ok. Bro. Hay đó. Nó lại cầm kiếm rồi. Lại cầm kiếm rồi hả? Bro, nó chơi liên tục luôn bro. Tao đánh cái. Ok. Lần này mày cút. Đúng rồi, xuống một lần nữa là ta kẹt mình chưa ta? Ủa? Xuống rồi. Mày cút. Cút. Oh my god. Cái khi có thể đỡ được cái phép thuật của nó hả? Tao không biết. Nhưng mà tao chạy trước đây, Oh. Vô. Ôi khoan, nó còn cái gì đây. Tao từng sáng rồi. Đâm xuyên người nó. Cái gì vậy? Nó cho cái này. Ê, mà có cái cây kìa. 14 cái voice shot nè. Ok, thôi hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi. Nếu mà ok thì chúng ta sẽ có tập 2 thì cho chắc. Tại vì á, để grab cái cây tiếp theo mình cần 6 cục lần. 6 cây lần mà mình mới có 2 cây. Khổ ai quá.